Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 4. Thì các bạn thấy được là tình hình bây giờ thì rất là tốt, chúng ta thấy được là Bitcoin đã lập cái đỉnh mới và không những Bitcoin mà các bạn thấy được là Ethereum cũng vậy. Các bạn thấy bây giờ chúng ta nhìn vào tình hình dung thị trường thì rất là xanh, các bạn thấy được là Bitcoin tăng. Ethereum tăng, có rất nhiều những đồng khác cũng tăng, phần lớn là màu xanh ngày hôm nay và có một số đồng xanh rất là đậm như là các bạn đồng XRP à, tăng 27% dựa theo là Coin 360, Cardano cũng tăng 8% vân vân. Chúng ta bây giờ nhìn vào những đồng lớn đi thì bạn thấy được là bây giờ thị trường nó rất là sôi động. Các bạn thấy được là giá Bitcoin bây giờ xoay quanh cái mức là 63.000 nhưng mà các bạn thấy được cách đây không lâu đó thì giá Bitcoin ngày hôm nay đã đi vào cái thời điểm là cao nhất mọi thời đại rồi chúng ta bây giờ thì Bitcoin là xây quanh cái mức là gần 63.000 nhưng mà cách đây không lâu giá Bitcoin đã lên tới 63.213 rồi thì Bitcoin sau một thời gian bị kiềm chế dưới 60.000 thì cuối cùng các bạn cũng đã bật lên rồi. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục theo dõi giá cả của Bitcoin. Và như bạn có đã biết là tình hình trong dòng cái thời gian qua thì các bạn cũng đã thấy được chia sẻ rất là nhiều rồi. Những tình hình on-chain, bao nhiêu Bitcoin rời khỏi sàn, bao nhiêu những thông tin tốt vân vân Thì cuối cùng các bạn thấy được là giá cũng đã phản ảnh cái tình hình của Bitcoin đang kháng hiếm hiện tại. Và không chỉ riêng Bitcoin mà chúng ta thấy được là Ethereum cũng vậy chúng ta nhìn vào Ethereum đi bây giờ đã mức là 2.263 và đã tăng 6,3% trong vòng 24 giờ qua thì các bạn thấy được giá Ethereum cũng như vậy đã xây lên cái mức cao nhất mọi thời đại là 2.263 đô ở thời điểm thì bây giờ tình hình rất là tốt cho rất nhiều những cái altcoin không chỉ riêng là bitcoin các bạn thì binance coin thì đã tăng chịu rất nhiều rồi trong vòng 7 ngày qua đã tăng 54,9% thì cũng có cái sự là điều chỉnh đi xuống nhưng mà vẫn ở mức rất là cao của bạn được là binance coin bây giờ là 569 đô vẫn còn rất cao tuy là không cao bằng cái đỉnh cao mà chúng ta thì được là cái tay khoảng chừng một ngày đó chính là 610 đô nhưng mà cái mức này cũng rất là cao rồi so với lại chỉ là vài ngày trước đây thì có ai tưởng tượng được Binance Coin có thể đi lên đến mức này nhanh như vậy Và bây giờ tổng số vốn hóa của Binance Coin đã là 87 tỷ đô la Đến ngày thứ ba XRP thì cũng có cái sự tăng trưởng rất là tốt Các bạn thì được là XRP thì tăng trưởng 27,7% trong vòng 24 giờ qua Tăng trưởng gần như là 100% trong vòng 7 ngày qua Ở cái mức là 1 đồng 73 cent Thì phần lớn thông tin liên quan XRP tôi đã chia sẻ với các bạn Bây giờ không có thông tin mới Các bạn có thể biết là thông tin liên quan XRP thì vẫn xoay quanh Vào cái tình hình kiện tụng giữa công ty Ripple và SEC bang chứng khoán của Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ được được một số những cái dấu hiệu tốt trong cái cái cuộc uh, mà kiện tụng này đó chính là các bạn thì được là XRP thì bây giờ uh, đã nhận được cái giấy tờ đến từ SCC bây giờ đang chờ giấy tờ từ SEC là coi coi tại sao hay là có lý do gì mà SEC, bàn quản lý chứng Hoa Kỳ không có gây khó dễ cho Bitcoin Ethereum mà lại gây khó dễ cho XRP thì công ty Ripple khi mà nhận được, thường không biết có nhận được hay chưa nhưng mà khi mà nhận được thì đây sẽ là một cái nền tảng mà họ sẽ dùng để mà tranh cãi trong điều kiện tụng này và thêm vào đó nữa thì trước đây các bạn cũng biết là một trong những thông tin tôi nhận được đó chính là liên quan đến việc SEC kiện công ty Ripple bán đồng XRP nhưng mà họ nói là theo cái tình hình bây giờ đó thì nhiều người nghĩ là không liên quan gì đến những sàn giao dịch nếu như mà cho giao dịch XRP thì SEC bây giờ không quyết định là kiện những sàn đó. Đối những thông tin mà chúng ta nhận được dòng ngoài mà thôi chúng ta vẫn chưa có biết được những thông tin chính xác hơn được chia sẻ nội bộ thì trong thời gian tới đây tôi nghĩ nó sẽ có nhiều thông tin khác tung ra từ cái vụ kiện của Ripple và SEC và nhiều người thì tin tưởng là tình hình bây giờ thì có khả năng cao là vụ kiện tung này có thể là sẽ kết thúc sớm và kết thúc là công ty Ripple sẽ đóng phạt một số tiền nào đó cho SEC và sau đó thì tình hình cứ tiếp tục mà thôi có nghĩa là XRP sẽ tiếp tục như là bình thường Đây là điều mà nhiều người mong đợi và dẫn đến là giá cả tăng cao Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu mà nào mà chưa có theo dõi Thuần Capital trên những mạng rồi các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram, Facebook và Twitter. Các bạn cũng nên theo dõi để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. À, cũng như những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital, các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi liên quan đến giống như là sàn Binance. Các bạn có thể nhận được 20% giảm phí giao dịch khi mà đăng ký thông qua liên của Thuận Capital. Hay là các bạn có thể tham gia vào sàn margin nổi tiếng Bybit. Bây giờ có bonus như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Hay là mua bán đồng trực tiếp bằng đồng Việt Nam thông qua sàn Alinex và các bạn có thể là bấm vào link bên dưới để tìm hiểu thêm cũng như là sàn margin có hỗ trợ copy trade sàn MT cũng có ưu đãi hiện bây giờ sàn FTX thì mà cũng đã biết rồi uh, sàn Binance US nhưng mà nào mà đang sống ở Hoa Kỳ sàn Coinbase mà bạn cũng đã biết về sàn này rất nhiều rồi chúng ta cũng đã biết về ứng dụng BlockFi learning có lãi các bạn có thể nhận lại hàng tháng khi mà gỡ những đồng như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin vân vân và thì bây giờ bonus vẫn là 250 đô và ứng dụng crypto hoàn đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain mà gì bạn cũng đã biết tôi cũng sẽ không có chia sẻ nhiều tại vì nhiều bạn cũng đã rành về những dịch vụ này rồi Binance coi các bạn cũng đã biết là liên quan đến thông tin là đồng BNB à, sắp sửa tiếp tục được đốt và trong thời gian này thì người dùng chọn lựa Binance Smart Chain rất nhiều tại vì sự tắc nghẽn trên Ethereum nhưng mà Ethereum thì bây giờ vẫn đang được thu mua rất là nhiều và Ethereum các bạn thấy là không phải đi một chỗ mà vẫn tiếp tục tiến tới với những cập nhật như là tháng 4 này sẽ có cập nhật Berlin tháng 7 có cập nhật London và rất nhiều cập nhật kế tiếp của Ethereum tiếp tục cải tiến tại vì đây vẫn là một đồng đứng đầu trong nền tảng và có sinh thái rất là lớn và vốn hóa cao hơn BNB rất là nhiều. Cho nên các bạn hiểu được chỉ cần BNB đạt được phân nửa tay miệng thôi thì giá đã rất cao rồi. Chứ đừng nói tới đây BNB có thể đạt được hơn phân nửa vốn hóa. Thì chúng ta thấy là hôm qua Thường đã chia sẻ ra Tether thì in rất là nhiều tiền Các bạn thấy được là trong vòng chỉ có là 24 giờ thôi mà Tether đã in tổng cộng là 1 tỷ đô la Và thường khi mà các bạn thấy được là khi mà đồng Tether in Thì chúng ta thấy được là rất tốt cho giá cả Bây giờ thì Thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những cái thông tin Mà nổi bật à, Thường muốn nói với các bạn trong cái thời gian này Nhất là một trong những điều mà rất nhiều người quan tâm đến bây giờ đó chính là tình hình của sàn Coinbase sẽ được lên trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ lên trên uh, thị trường Nasdaq ngày mai ngày 14 tây tháng 3 và các bạn thấy được là ký hiệu sẽ là ký hiệu coin C O I N thì thường đã chia sẻ ở mạng xã hội đó ngày mai Coinbase sẽ lên sàn chứng khoán Mỹ với ký hiệu là coin sẽ có rất nhiều người trở thành chiều phú và tỷ phú ngày mai và tất cả mọi người trên sàn chứng khoán sẽ hiểu tiềm năng của crypto này như thế nào cũng như khi mà Facebook lên sàn và nhiều người hiểu tiềm năng của mạng xã hội Thôi nghĩ là tin tức liên quan đến Coinbase chứng khoán sẽ rất là tốt Nhiều người thì có cái suy nghĩ là đúng là khi mà chúng ta đã có Coinbase chứng khoán rồi thì một số những nhà đầu tư có thể là họ sẽ không đi thu mua Bitcoin mà họ sẽ đi thu mua chứng khoán của Coinbase thay vì đi mua Bitcoin Tại vì họ nghĩ là mua Coinbase cũng vậy mà thôi đây là công ty trong thị trường này là một công ty lớn thì đương nhiên là thị trường tốt thì cổ phiếu Coinbase cũng sẽ tăng cho nên không cần phải đi thu mua Bitcoin Premium đây cũng là một cái suy nghĩ tôi nghĩ là có một số người cũng làm cái điều này nhưng mà tôi nghĩ là cái điều khác nữa mà được nói tới bởi Ivan Tech hồi sáng này khi mà thuận xem video à, đó chính là có thể là có rất nhiều người ở trong Coinbase bây giờ họ có thể là bán cổ phần được tại vì các bạn nên nhớ đây là một cái direct listing chứ không phải là IPO nghĩa là ngày mai khi mà lên sàn thì những người nội bộ có thể là bán cổ phiếu ngay lập tức mà không cần phải chờ như là IPO tại vì họ bán những cổ phần có sẵn Coinbase đưa ra những cái cổ phần mới để mà kêu gọi thêm vốn cho nên có rất nhiều có thể là bán ngày mai và các bạn có thể nghĩ là có một số người có thể sử dụng cái số tiền mà họ bán cổ phần đó để mà đi thu mua Bitcoin, thu mua Ethereum và những đồng khác Đây là một trong những điều mà cũng đang được nói tới Chúng ta chỉ có thể chờ đến ngày mai coi tin như thế nào Nhưng mà tin bây giờ thì rất là tốt cho giá cả Các bạn thì được là Bitcoin trong thời điểm mà thường làm video này đã tăng lên tới 63.500 đô rồi Và Ethereum thì ở mức là 2.281 thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi mà thôi. Bây giờ đó thì có thể là nhiều người vẫn chưa có hiểu được là cái tầm quan trọng của Coinbase IPO như thế nào và đáng giá như thế nào. Các bạn đều được chúng ta nhìn vào những cái bài viết thì có thể là nhiều bạn ở thị trường này quá lâu cho nên cảm thấy được là à, những công ty mà có thể kêu gọi được vốn à, vài tỷ, vài chục tỷ như là công ty Coinbase bây giờ đó thì trước khi lên sàn, à, bây giờ chuẩn đón giá dựa theo những cái hợp đồng ở trên sàn FTX đó, thì chừng đoán giá là tới 140 tỷ đô la cho công ty Coinbase thì uh, nhiều bạn có thể là không có theo dõi thị trường IPO thường xuyên cho nên thực sự là không hiểu được là 140 tỷ là lớn cỡ nào đối với một công ty mà lên sàn chứng khoán như là công ty Coinbase. Tại vì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những công ty mà lên sàn chứng khoán năm nay thì các bạn thấy được những công ty mà công nghệ lớn đó chúng ta thấy được là công ty như là công ty Affirm thì lên sàn chứng khoán trong năm nay đó, tháng 1 chỉ có 11,9 tỷ đô la mà thôi. Cái bạn được là Postmark thì có cái IPO đáng giá là 3 tỷ đô la, cái bạn được là Quatrix thì 15 tỷ, cái bạn được là Bumble 8,2 tỷ, Oscar Hell 7,9 tỷ, à, Coupang 60 tỷ, Digital Ocean là 5 tỷ, Visual, công ty công nghệ Visual là 3,9 tỷ. Thì các bạn được là những công ty như là ngay cả công ty Coursera, công ty mà cho các bạn à, mua những khoa học trên mạng đó chỉ IPO chỉ có 4,3 tỷ mà thôi công ty Coinbase thật ra là direct listing nhưng mà hiểu cách đơn giản là nhiều bạn có hiểu là IPO nhưng mà thực ra đây là direct listing có nghĩa là không có cổ phần mới chỉ bán con cũ mà thôi trong tay những người mà đang có thì chỉ giá 140 tỷ là một con số rất là lớn đây là điều mà các bạn cần phải hiểu cái thông tin kế tiếp mà được nhiều người nói tới đi trên thông tin liên quan tới Michael Sonahan ở trên Twitter ngày hôm qua đã đưa ra một cái bài thuyết nói là đang làm việc với tạp chí Time, Time Magazine thì cái bạn thử được là tạp chí Time Magazine đã có một cái thông tin đó chính là cái tạp chí Time Magazine này thứ nhất là sẽ lưu trữ Bitcoin trong ngân sách và thứ nhì nữa là cái công ty này thì chủ tịch là khi Grossman sẽ được trả một phần bằng Bitcoin có nghĩa là thay vì mà nhận tiền mặt như một phần lương sẽ được trả bằng Bitcoin thì đây là một cái thông tin thực nghiệm chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều trong thời gian tới đây bắt đầu là những cái người mà chơi thể thao các bạn đã biết là có một số những vận động viên thì nói là muốn được trả bằng Bitcoin thì các bạn được sau đó chúng ta nhận thông tin ngày hôm qua là Michael Strachey nói là sẽ trả một số những cái người ở Hà đồng quản trị bằng bitcoin và bây giờ các bạn được công ty Times cũng có thông tin tương tự đó chính là chủ tịch Key Rossman sẽ được trả một phần bằng bitcoin và điều mà chúng ta không biết ở đây đó là các bạn được là công ty uh, The Magazine này đó công ty Times thì chúng ta không biết họ sẽ mua bao nhiêu bitcoin tổng cộng và các bạn đi đây là cái thông tin được chia sẻ bởi Michael Sornahan của công ty Rayscale thì thường các bạn được là công ty Times mua Bitcoin thông qua công ty Rayscale thì đương nhiên là không phải mua số nhỏ rồi tại vì mình thấy là công ty Rayscale là chuyên phục vụ những tổ chức đầu tư những cái công ty mà có cái số tiền lớn thì thường không biết được là cuối cùng sẽ bao nhiêu chúng ta có thể chờ vài ngày nữa mới biết thông tin chính thức và bao nhiêu tiền sẽ được trả bằng Bitcoin cho chủ tịch Key Rossman chúng ta cũng không biết một điều mà nhiều người bây giờ là đang chứng đoán là các bạn có thể biết là Time Magazine thì thuộc vào một công ty lớn hơn là một công ty mà sở hữu bởi Mike Benioff đây là một công ty mà sở hữu nhiều công ty như là Time hay là Salesforce thì bây giờ một trong những công ty được sở hữu bởi Mark Benioff là đang có cái ý định bây giờ chúng ta không biết được là lưu trữ bao nhiêu Bitcoin thì không biết những công ty như là Salesforce có lưu trữ Bitcoin hay là không tuy là Mark Benioff chưa có ở trên thị trường chưa có lần nào mà đứng ra nói về cái suy nghĩ của mình liên quan đến bitcoin nhưng mà hiện bây giờ thì nhiều người là có nhiều cái lòng tin là mike Benioff là một trong những người mà cũng rất có thiện cảm thị trường này tại vì cũng đã đầu tư vào công ty channel lúc trước đây là một công ty mà chuyên à, tìm hiểu những cái à, thông tin trên mạng lưới để mà tìm hiểu được là điều tra trên mạng lưới những gì đang xảy ra ai đứng sau lưng cái ví nào vân vân thì à, đây là một công ty mà được đầu tư bởi à, mike Benioff thì chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi cái thông tin này. Thì các bạn thấy được đây là một trong những điều mà tôi nghĩ là sẽ tiếp tục và tiếp tục xảy ra trong thời gian tới đây. Nhất là khi mà giá Bitcoin cứ, cứ tăng và cứ tăng hoài thì sẽ càng ngày càng nhiều người đòi hỏi là muốn được giả bằng Bitcoin chúng ta sẽ thấy đây không phải là lần cuối cùng nghe được một thông tin nào mà thứ nhất là mua Bitcoin trong ngân sách thứ nhì nữa là những người làm việc cho công ty muốn được trả lương bằng Bitcoin và gần đây nhất các bạn thấy được là công ty Times thì đang đăng một cái bài trên LinkedIn là đi mướn Chief Financial Officer có nghĩa là người đứng đầu của cái bộ tài chính hay là tổng giám tài chính thì các bạn thấy được là trên cái bài đăng này đó, các bạn được là đi mướn người thì đương nhiên là cái việc làm này là có những gì trong đó và cần những kinh nghiệm gì vân vân thì các bạn hiểu là một trong những cái kinh nghiệm cần phải có đó chính là ngoài trừ những điều mà như các bạn phải là CPA hay là MBA thì các bạn thì được là trên đây là phải có một cái sự chấp nhận đối với bịch khôi và tiền kỹ thuật số Bitcoin cryptocurrency các bạn hiểu chúng ta đã đi vào một cái giai đoạn cực kỳ mới rồi bây giờ đến nỗi mà những công ty lớn như là công ty Times đi mướn tổng giám đốc tài chính mà ở đây phải để rõ là người này khi mà người nào mà đi apply để mà đi phỏng vấn cho công việc này đó thì người này phải là một người mà có cái thiện cảm đối với Bitcoin và crypto đây là một điều thường cảm thấy là cũng khá thú vị mà thường muốn chia sẻ với các bạn và thông tin kế tiếp, một thông tin mà được chia sẻ rất nhiều sáng nay đó chính là cuối cùng thì chúng ta sẽ được là có thêm một công ty mới nữa đó chính là công ty Galaxy Digital. Đây là công ty của Mike Novorat. Bây giờ cũng đã điền đơn để có được một Bitcoin ETF. Đây là cái đơn thứ 9 rồi trong năm nay. Chúng ta sẽ thấy được là năm nay là một năm mà cực kỳ sôi so động đối với những cái đơn Bitcoin ETF. Và cái bạn thấy được là bây giờ thì chúng ta có chín đơn tổng cộng thuận thì nghĩ là bitcoin ETF là chuyện sớm muộn mà thôi một điều mà thuận không chắc là có phải sẽ có bitcoin ETF hôm nay hay là không nhưng mà bây giờ các bạn thì được chúng ta đã thấy là Canada đã có ba bitcoin ETF rồi và bây giờ đã công ty đó thì đầu tư vào bitcoin trong ngân sách trả tiền lương bằng bitcoin các bạn thì được những thứ chức đầu tư cũng đầu tư bitcoin bây giờ rất nhiều người có thể mua bitcoin dễ dàng thông qua những cái ứng dụng mà trước đây các bạn không thể nghĩ tới được như là PayPal Square thì các bạn thì được là bây giờ À, có một Bitcoin ETF cũng là một điều mà thường cảm thấy là cũng không quá xa đối với tình hình hiện bây giờ Tại vì một trong hai điều mà SEC trước đây dùng để từ chối Bitcoin ETF thứ nhất đó chính là liên quan tới là lưu trữ Bitcoin không an toàn. Thứ nhì nữa là liên quan tới làm giá Bitcoin. Thì về việc là lưu trữ Bitcoin không an toàn, chúng ta cũng đã biết là bây giờ có rất nhiều những công ty có bảo hiểm có thể đứng ra để mà lưu trữ Bitcoin lợi với vấn đề gì họ sẽ có bảo hiểm để mà bồi thường. Đây là một vấn đề đã được giải quyết, thường nghĩ là cũng trong vòng mấy năm qua đã được giải quyết rồi. Thứ thể nhìn liên quan tới Bitcoin bị làm giá, thì cái vấn đề này đó thường cũng đã chia sẻ với các bạn đây là vấn đề liên quan đến có trứng gà trước hay là có gà trước thì các bạn thấy được là chúng ta muốn thấy bitcoin đó khó bị làm giá hơn thì vốn hóa phải cao mà muốn vốn hóa phải cao đó thì chúng ta phải có những cái công cụ như là bitcoin etf khi mà có bitcoin etf rồi thì sẽ có nhiều nguồn tiền đổ vào nhiều nguồn tiền đổ vào đến từ hoa kỳ đến từ những cái nước lớn thì các bạn sẽ thấy được là thị trường này nó sẽ lớn mạnh hơn và thị trường càng lớn mạnh thì càng khó làm giá cho nên đây là một cái vấn đề nếu như mà thị trường không lớn mạnh, không có nhiều vốn hóa thì sẽ dễ làm giá. Thị trường mà càng vốn hóa mạnh thì càng khó làm giá hơn. Bất cứ thị trường nào cũng sẽ bị làm giá mà thôi. Các bạn thấy được thị trường vàng, thị trường bất động sản, chứng khoán bị làm giá hàng ngày. Đây không phải là một điều gì mới lạ hết, chỉ có là bitcoin là một thị trường quá mới, quá nhỏ, cho nên dễ dàng bị làm giá hơn. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là chúng ta đã có À, nhiều cái công ty lưu trữ Bitcoin đã có nhiều cái dịch vụ hỗ trợ thị trường Bitcoin này Chúng ta đã có Bitcoin ETF Chỉ cần là Bitcoin ETF của Canada chứng minh được là hoạt động một cách mà không có một cái vấn đề gì liên quan đến thiệt hại Khi mà giao dịch Bitcoin ETF cho những cái khách hàng Thì tôi nghĩ đây sẽ là một trong những dự chứng tốt nhất là Hoa Kỳ cũng nên có Tại vì bây giờ các bạn thấy được là những công ty ở Hoa Kỳ không thể nào mà đứng yên Để thấy Canada có 3 Bitcoin ETF được và sau khi có Bitcoin ETF thì các bạn thấy được là Canada đã chuyển qua và muốn có một cái Ethereum ETF. Đây là những cái thông tin mà rất là sôi động ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn thông qua cái video này. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.